chúng bên chúng mẹ, chúng bên chúng mẹ, chúng bên chúng mẹ rồi khóc nữa nho, mẹ cho chúng bên chúng mẹ ăn nha, nho chúng bên chúng mẹ. Muốn chết hả? Trời ơi, nó gặp cái đó tôi thà chết còn hơn. Cười chết. Thôi hai đứa, cười người hôm trước không sao người cười bây giờ ạ. Em xin lỗi, em liệu. Tính ra thì buổi gặp mặt này cũng ok mà. Anh chàng đó đầy đủ tiêu chuẩn của em rồi. Ok gì mà ok. Ừ, thì có đẹp trai đó, cao hơn 1m8 đó. Nhưng mà bám váy mẹ à, sao mà được. Hà ế chứ không chịu lép vế. Nói một cách chính xác là trai không xứng thì mình không bứng. Tại vì mình đẹp, mình giỏi, mình có quyền đòi hỏi, đúng không? Tại sao? Không ai thấy đúng à? Tại sao không ai nói gì? Tôi nói gì sai sao? Thôi đi, bất cứ cái lời nào từ miệng bà phát ra đều sai bét. Tại sao vậy? Thật ra thì anh thấy em cũng ok mà. Dáng cũng đẹp nè, người cũng chuẩn, cũng có duyên nữa. Nhưng mà có điều là đôi khi nói chuyện hơi thiếu tinh tế chút xíu. Ý ảnh là bà vô duyên đó, là bà hiểu không? Cái gì? Tôi mà vô duyên hả? Bà mới vô duyên á, hai người mới vô duyên á. Trong cái phòng tập này cũng vô duyên hết trơn đó. Chắc có duyên. Thôi được rồi. Ông bà ta có câu nhất dáng nhì duyên. Bây giờ chúng ta đã có dáng rồi, đẹp rồi, đúng không? Bây giờ chỉ còn học tập thêm cách anh nói sao có duyên nữa thôi. Linh Đan, em yếu nhất điểm này đó, cần phải học ngay. Ủa mà em học ai? Còn ai khác ngoài tôi nữa chứ. Nói cho mấy người biết, bắt chuyện là một nghệ thuật, nhưng mà bán được hàng là một đẳng cấp của nghệ thuật. Chuyện đó thì không ai có thể làm ngoài Kami này, đúng không anh? Vì thế chúng ta sẽ bắt đầu chiến dịch nhất dáng nhì duyên. Kami. Kami. Chỉ tôi liền tay, chỉ tôi liền đi. Tôi mới gặp trai mới. Trời ơi, dễ thương, đáng yêu dữ lắm. Chỉ cho tôi liền tay, chỉ cho tôi liền đi. Đi theo tôi. Vô đây. Mọi người chắc Kami biết là điều tối kỵ khi mà nói chuyện là cái gì vậy? Hôi miệng. Hả? Không phải. Điều tối kỵ khi mà nói chuyện đó chính là sổ sàng, hấp tấp. Lúc nào cũng phải từ từ, thanh tao, dù cho bà có đang thèm khát cỡ nào. Nhớ, lúc nào cũng phải tỏ vẻ vô tình. Nhiều khi vô tình nhưng thật sự là cố tình. Cố tình đó là có mục đích vô tình. Và nhiều sự vô tình và cố tình nó tùm lum luôn. Không biết miễn sao là người ta không biết ý đồ của mình là gì. Sao vui kỳ vậy? Nó nói chung là nó tùy cơ ứng biến, tức là giả điên đó. Giống như vậy nè, thí dụ thì phạm liền ghen. Gì vậy? Có minh họa tại chỗ luôn. Ồ, minh họa luôn hả? Anh ơi. Sao em? Em muốn nhờ. Mà thôi. Ủa, em muốn nói gì với anh hả? Thực ra là em. Mà thôi. Em định nói gì em cứ nói đi. Em cứ nói đi, anh sẵn sàng nè. Thiệt hả? Thật ra là điện thoại của em nó bị hư, hết pin rồi. Mà nãy giờ em chờ bạn em lâu quá, chưa thấy bạn tới, em lo lắng quá. Anh có thể cho em mượn điện thoại để em gọi cho bạn em một cuộc được không? Tưởng chuyện gì, chuyện nhỏ thôi cưng. Cho anh số luôn nha. Trời ơi, dễ vậy hả? Cái này gọi là duyên tinh tế, mấy bà hiểu không? Quá tinh tế. Không, đâu có cần phải là anh ơi cho em số điện thoại đi, anh ơi cho em số điện thoại đi. Chỉ cần như vậy là mình đã có số của chàng, đúng chưa? Hay. Phải là gơ chính chuyên, trai nó mới thích. Đúng, phải như vậy. Dạ em trả lại anh. Ây da. Ủa? Em chóng mặt quá. Em có sao không em? Em vừa mới gọi điện thoại cho bạn em. Bạn em bị đau bụng rồi. Bây giờ em lại chóng mặt. Cái nét diễn bất chấp như vậy mà cũng diễn được nữa. Quá xuất sắc. Hay quá Kami ơi. Trời
đeo quá. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Sao nhiều chiêu quá. Bánh bèo quá em ơi. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Ngoài cái sự duyên dáng thì chúng ta còn phải biết dùng một cái thứ rất là quan trọng, đó là chiêu. Chiêu. Đàn ông nhiều khi nó không phải thích những người mà thông minh quá nha bà. Phụ nữ lúc nào cũng phải tỏ vẻ một chút xíu mong manh, một chút xíu dễ vỡ để cho các chàng trai thích được bảo vệ phụ nữ. Đôi khi chúng ta cũng phải biết tỏ vẻ ngốc nghếch, một chút xíu lơ đãng, dễ thương, chứ không cần thiết phải quá thông minh như bà, hiểu không? Hiểu. Hai bà đã tiếp thu được chưa? Được, chuyện này đối với tôi là quá đơn giản, tôi làm được. Mong manh, dễ vợ, ngốc nghếch. Cái miệng của Kami thật là lợi hại. Đáng học tập. Rồi, còn chơi gì nữa? Thực tập thôi. Ok. Anh ơi, em muốn sao em, vậy em? Mà thôi. Anh ơi, em muốn có chuyện gì vậy em? Mà thôi. Mà thôi. Em định nói gì em cứ nói đi, anh sẵn sàng nữa. Thiệt hả anh? Ủa anh đi đâu vậy? Hả? Anh đi đâu vậy? Ủa đáng lẽ là anh phải hỏi em cái gì á. Anh phải hỏi em cái gì chứ? Hỏi em cái gì? Em nói mà thôi mà. Thì em tính hỏi anh về mà thôi. Thực ra em muốn hỏi anh là mà thôi. À, anh hiểu rồi. Đây, em đi thẳng vào trong này nhé. Ủa, đi vô đó làm gì anh? Em muốn đi toilet đúng không? Hả? Anh hiểu mà. Không, 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 em không có muốn đi cái đó. Thực ra là, nãy giờ là... Thực ra là điện thoại của em nó bị hư, hết pin rồi. Mà nãy giờ em chờ bạn em lâu quá, chưa thấy bạn tới em lo lắng quá. Anh có thể cho em mượn điện thoại để em gọi cho bạn em một cuộc được không? Bây giờ là em tìm bạn em đó, nhưng mà em không thấy bạn em ở đâu hết. Mà điện thoại của em để đâu mà em cũng không nhớ nữa. Cho nên là anh có thể cho em mượn cái điện thoại của anh được không? Vậy mà anh cứ tưởng. Em gọi cho bạn em đi. Dạ. Em cảm ơn anh. Em có điện thoại. Tự nhiên. Trời, cái điện thoại của em mà em để trong đây em không nhớ luôn á. Kỳ ghê. Thôi rồi, không sao đâu. Dạ dạ. Trời, sao tự nhiên em thấy chóng mặt quá, em thấy chóng mặt quá này. Thôi, mọi người yên coi, làm tôi liệu luôn đó. Thôi đủ rồi. Nè, giữ xài luôn đi. Cảm ơn nha. Cũng may là còn có bà tốt với tôi. Tôi mà dầu đã xài tốt lắm á. Giảm 20% còn 25k. Tiền đây. Nó có gì ăn của ngoại. Mãi bà cho tôi hả? Cho có gì mà cho. Trời, có gì bất ngờ. Rồi trả đó. Không mua. Mở lên nó thất bại hết sức vậy đó. Nhưng mà đâu phải tại tôi tại đâu. Tại cái gì? Tại bà chứ ai nữa. Có giả vờ thôi mà muốn xong nữa là sao? Because cái gì? Chẳng lẽ là tại vì anh ấy nhìn qua chỗ khác sao? Cái gì vậy? Thôi, uống trà giải nhiệt đi. Linh Đan, trà này em. Cũng phải thông cảm cho Linh Đan chứ. Linh Đan đâu có kinh nghiệm trong chuyện này bằng em đâu. Nè, dạng sự khởi đầu nan, gian nan đừng có nản nha. Đúng, bởi vậy mới cần có chiến dịch chống ế. Chứ ai cũng giỏi thì đâu còn ế. Nhưng mà sao tôi thấy cái ca này khó quá. Bà đó,
bà giả bộ mà bà lộ quá đi, trời đất ơi. Gì chứ con trai mà thấy con gái tung tướp á là nó chảnh liền, nó kêu căng liền à. Nó lưu số bà vô máy để chơi vậy thôi, không bao giờ hả mà tìm bà đâu. Anh nhắn. Cái gì vậy? Trời ơi, nhắn ba luôn hả? Nói gì vậy? Ừ, anh nhắn là cô bé vụng về vấp vấp của anh Hợi. Em đang làm gì đó, Hợi cô bé ơi. Hôm qua nói chuyện với boy tới mấy giờ? Cái gì mà mấy giờ dữ vậy anh Ken? Tụi em mới quen à, đâu có gì đâu để nói. Thì nhắn tin qua lại tới 2 giờ sáng mới ngủ. Dấu hiệu tốt. Trời ơi, cũng ít có nói quá ha, ít chậm và cũng ít phát triển nữa. Ảnh khen tôi đó nha, ảnh nói là tôi theo cái kiểu mà ngại ngùng mà dễ thương gì đâu. Gì vậy? Cái nè, đẹp tôi chỉ cho bà mấy chiêu làm duyên để áp dụng. Mần sớm trai nó mới dính lâu được, không thôi là mất như chơi. Bây giờ đi theo tôi, làm cái gì làm cái đó. Ok. Anh Tuấn. Trời ơi, sao nay nhà anh phong độ quá vậy? Da dẻ của anh càng ngày càng trắng vậy. Em cực kỳ là thích con trai trắng trẻo như vậy luôn á. Em nói quá rồi đó. Mà ý em nói vậy là thích anh hả? Đúng rồi, thích mà. Em đi đây. Anh Long. Trời ơi, anh mới cắt tóc hả? Đẹp trai quá luôn á. Cái đà như vậy á, không biết làm sao em có thể chen chân vô nổi cái danh sách mà xếp hàng mê anh đây. Đẹp thiệt hả em? Nếu em chịu, anh sẽ cho em bé VIP hàng đầu liền. Mới tắm xong mà lau không kỹ, dễ bệnh lắm nè. Nhớ kỹ những lời tôi dặn nha không? Bảo đảm là ông kia sẽ là bồ của bà liền. Ok. Cố lên. Em chào anh. À, chào em. Anh nhớ rồi, cô bé vụng về. Em chào anh, mặc đồ màu xanh. À, anh mới cắt tóc hả? Hèn chi nhìn anh khác ghê luôn á. Cảm ơn em. Cái tóc này hợp với anh nè, model dễ sợ luôn á. Ôi, tóc này á, với anh nhìn anh đẹp trai vậy, chắc nhiều người theo đuổi anh lắm phải không? Ủa, anh đội nón mà, sao em nhìn thấy tóc anh vậy? Ủa, trời ơi, anh sao da anh trắng quá vậy? Anh có sức kem không? Trời ơi, công nhận nha, trắng trẻo dễ thương ghê, con trai mà trắng dễ sợ. Em nhìn kỹ coi, trên người anh có chỗ nào trắng không hả? Em đang khen hay đang chê anh vậy? Cái gì?
xin lỗi mọi người, chỉ là tai nạn nhỏ thôi. Mọi người cứ sinh hoạt bình thường đi.